Đông sao rồi? Cậu Đông vẫn đang cấp cứu ạ. Ôi giời ơi. Chú cứ bình tĩnh, chắc là Đông sẽ không sao đâu ạ. Bảo sao từ lúc nó đi, ruột gan tôi nó cứ như lửa đốt ấy. Giá như tôi không căng thẳng cho biết nó, mà giữ nó ở nhà thì đâu đến nông nỗi này. Tôi thật là cố chấp. Sao anh lại nghĩ quẩn thế? Kiểu gì thì mẹ thằng Đông cũng phù hộ độ trì cho nó được tai qua nạn khỏi mà. Bây giờ mình ngồi đây chờ mặt trời lặn, rồi nắm tay nhau đi. Đi đâu? Đi mấy cái chỗ dạng cây kìa. Cái kìa. Chín phép nhỉ? Ừ. Em đang đi vấp miếng hự một cái, mồm bổ pa phát lòng đất, gây hết răng, hết chín. Chả lãng mạn gì. Hôm nào anh cầm chục trứng vịt lộn lên trụ sở công an ấy, bảo anh Đông chỉ cho. Cặp đôi ấy lãng mạn cực. Anh phải học tập người ta đi. Với phụ nữ ấy, thì người ta phải nâng như nâng trứng này. Thì đừng có nhắc đi trứng ở đây. Tưởng người ta không biết,